Rồi, ok. Cảm ơn em nha, cảm ơn em nha. Nha. Anh mượn review xíu thôi. Đúng rồi, anh mượn review xíu thôi. Rồi tí anh trả. Đấy, cảm ơn bạn yêu Ngọc nha. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ quên chưa chào nha. Ấy dỗ xin chào mọi người, lại là tôi Diền đấy. Trong ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với tựa game CBD Tower. À không nhầm, Toilet Tower Defense tí thì nhầm. Thì hôm nay chúng ta như tiêu đề đã đọc thì chúng ta sẽ review một con có tên là Minigun Camera Woman. Thì cái con này là được nâng cấp từ cái bản 4 sao, tự đeo có bản 4 sao mà tôi xéo mẹ đâu mà mấy ạ. Nào mà chúng ta sẽ đem tạm con 5 sao của nó đi nhá. Đấy và chúng ta sẽ đem luôn cả Frost DJ Speakerman nè. Cùng với đó là tôi đã chắc thế thôi. Đấy bây giờ chúng ta sẽ đem một con TV Woman nè, con nói chung là tôi đem một số con. Em ơi, em kin 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 đem búp cooldown đi. Giảm giảm cooldown á, giảm cooldown. Ok, em nghe thấy thấy anh nói gì không? Đấy, chúng ta sẽ đi ha. Đấy, có một vài con thì thay đổi hình dạng. À, có nghe đây, ok. Thì em nghe những gì anh nói nhá. Ok đi anh em ạ. Hôm nay thì có khoảng vài thanh niên tôi cho lên tivi. Còn thằng trông này thì nó vào nó ăn xin này, thôi. Đấy, đi. Đi anh em. Cảm ơn bạn yêu Ngọc đã cho mình mượn á. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi map Toilet HQ nè. Vô vô anh em ơi. Vô 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 vô. Ê, vô vô thanh niên này đi chơi búp đẹp á. À, vô 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 vô. Vô. Đây. Đây vô em. Rồi. Là à? Ok. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu review ha. Đấy, đầu tiên con này, ui, rẻ nhờ. 150 tiền mà rank cũng khá là rộng. Và con này đánh, ui, cooldown 0.5 giây. Ấy à, ngon nhờ. Cái gì đấy? Đứng nhảy nhảy nhảy, lún gì xong rồi vẫy vẫy vẫy. Ôi, tăng của, ui, con gì đấy? À, Dark Speakerman à. Đây, trước tiên là đặt ra thì nó sẽ 100k đam, à 100 đam và đam boost của cái con này thêm nữa là 105 đam nè. Cái nào ok. Ủa. À của Nguyễn Bảo Nam ok. Đấy, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ nâng cái con này lên. Ui con này khá là rẻ chứ. Đặt ra cũng rẻ, upgrade cũng rẻ. Ồ. Ngon nhỉ. Chung là tôi sẽ xem cái tiếng nó đánh là gì. À cứ tạch 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 như thế thôi. Upgrade tiếp lên ấy chúng ta, ôi chúng ta sẽ lên được thêm 100 đam nữa và cộng thêm được một cộng thêm được 5 ring cũng khá là ok nha. Đấy cooldown thứ năm cộng 5 đam này của mấy thanh niên kia. Thôi đâu 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 thôi thôi thôi. Ôi bạn này bạn cãi nhau hơi ổn nha, tí nữa mình phải block dần thôi. Em ơi, thôi đừng cãi nhau nữa. Nào, bây giờ chúng ta up lên tiếp theo là lên 200 đam này. 5 ring và 400 tiền chưa giảm cooldown. Không nhưng mà 0.5 cooldown tôi thấy là vẫn ổn. Không. Được 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 anh em. Ý giờ giờ còn đặt cái con laser gun nè. Ui laser gun là phế rồi. À không. Con này vừa ra 15 ring không? Ừ đúng rồi, con này vừa ra 15 ring. Đúng rồi, nên là nó... Alo? Ừ đúng rồi, vừa ra 15 rank nhưng mà bảo sao thấy nó bé hơn con này. Chồng... Không nhưng mà con này 300 tiền cơ anh em ạ. Đắt hơn, nó bằng hai con này liền. Chồng là tôi thấy con này vẫn ngon hơn chút. Phát tiền, phát tiền, phát tiền, phát tiền. Phát tiền, phát tiền, phát tiền, phát tiền, phát tiền. Bình tĩnh anh già, bình tĩnh anh già.
Wow. À không được anh em ơi, thì tôi farm dần lên. Đây, upgrade tiếp theo là sẽ tốn 600 tiền nè. Ôi, rẻ nhá. Chứ 0.25 cooldown nè, cộng 5 range nè. Ngon. Ui, bây giờ mình bắn. Ui, xả đạn lên tôi luôn. Ôi, lại bị stun rồi. Nói chung con này upgrade đắt hơn con này nhiều. Và nó cũng gọi là đem cũng được, nhưng không có lỗi. Ở con đại đao này to hơn rồi. Upgrade tiếp theo là tốn 1.500 tiền. 350 đam. Mới rank. Ô, thằng kia đâu? À không, đặt vũ đam. Mạnh từ, kin từ hãng upgrade. Đặt cái quạt upgrade con này lên nhá. À, bây giờ chúng ta sẽ lên được khoảng bao nhiêu đam này. Em ơi. Xeo con búp. Xeo con búp đi. À không. À bây giờ tổng thể của nó là sẽ là 0.525 cooldown này, 750 dam này và 40 rank. Ây à, rank to phết các bạn. Đặt upgrade tốn khoảng 2.500 đâu, rẻ. Rẻ phết. Mà rank nó to à, mà đánh mục tiêu hơi yếu. Khá là cũng ngon, con legend này cũng ngon. Rẻ. Nó có thêm cái jetpack. Ủa là jetpack làm chừng hả? Ủa cái jetpack hai con này như nhau mà. Mà nó không, hình như nó không được bay đâu. Ồ, như chỗ này tôi có... Oh shit. Bãi ồ à. Chơi lại. Tôi review nốt một tí rồi đi học. Nói chung là con này cũng tạm được mấy không ạ? Ờ. Cho snack mèo. À, tại vì nãy đi học về hơi đói. À, chúng ta phải ăn ít đồ ăn vặt tí. Đây. Chúng ta cứ farm trước đi. Tí nữa sẽ đặt cho sau. Từ tôi sẽ review cái con này nữa, không tại vì con này là à, cũng có nhiều ông bảo là ôi anh ơi, sao em gặp mấy thằng kiểu cũng tên anh mà avatar quá đấy. Để khi nào tôi thử làm lại cái áo của tôi, anh sẽ thấy mấy thằng fake gì à? Từ ha. Nói chung là bây giờ tôi chưa có thời gian. Anh làm video trái như FIFA, vãi cả nhò. Không sai, anh em có là đánh nhanh và thủ ổn. Ồ, cái lần sau bỏ đi anh em ạ. Tôi cứ farm trước. Đây, đặt một con ui rồi. Ok, thế nên đặt con thân kia rồi thì thôi. Kia giờ đép vẫn ổn. Không sao anh em ạ. Khả năng sự kiện sau mà nó ra thêm một con rìa chắc là cái con này nó không gọi là không mạnh bằng không. Ở mấy sự kiện là sao, như kiểu sự kiện đến năm mới như kiểu đi ra ấy nhá. Hoặc là chắc là không. Ở sự kiện Tết Nguyên Đán, Tết sự kiện con rồng sao? Ừ. Sự kiện Tết gì nhỉ? Quên. Nói chung là tôi ít khi tôi nghe. Ít khi tôi tìm hiểu lắm. Tết năm nay Tết gì nhỉ? Năm nay Tết gì nhỉ anh em? Ăn hoa là gì có được heo? Bây giờ tôi sẽ từ từ để tôi đép cái con này cho con này gì á? À thôi, không tôi nghĩ là không cần đâu, tại vì có con kỳ ở đây đép được rồi. Năm nay Tết thì Tết con rồng, tôi chỉ biết là Tết con rồng, còn nói kia thì tôi biết nói nào. Đấy, bây giờ chúng ta cứ upgrade lên dần nhá. Rồi. Ây à, Mountain kìa. Mountain toilet kìa em. Em ơi. Ổn không?
phải để chị ra tay rồi đấy, phải để chị ra tay thì chị thì mới ổn được. Này, em ơi kin 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 tập trung nâng con giảm cooldown tao đi em. Bây giờ từ từ tắt tắt mẹ tiếng không ổn quá. À giờ mới đạt, ok cứ up lên hết nha. Đây để anh up lên nốt con này lên rồi chúng ta sẽ đặt thêm một con bụ đam nữa. Ủa ủa cái con này à đây đây sẽ up lên nó lên. Bây bình thường chúng ta sẽ có khoảng 750 đam nhỉ, 40 range 0.25 cooldown lúc mà chưa boost. Bây giờ đang đây boost full boost chưa à, chưa. À, chúng ta sẽ upgrade mấy vài con này lên full nữa thì chúng ta sẽ thấy được full boost của nó. Đấy, upgrade lên 15% nè. Ủa trời ơi cái con này nó không à, từ từ à, bán mẹ luôn con lại đi. Ôi ơi chưa đủ ạ. Ủa, đủ luôn. Đây hiện tại là khi mà chúng ta mắc đam của mấy con ở trong hộp quà lỏ kia thì nốt em. Đây khi mà chúng ta full boost ấy thì sẽ được khoảng đủ em. Ok từ đây đam thì nó của nó sẽ à lúc mà nó bắn thì nó sẽ chớp đèn nữa này. À hay nhở. Đấy full boost của nó sẽ là 0.2 cooldown nè. 862 đam. Ôi cũng được nhở, máy tính rồi. Máy tính. À 865.5 à đâu 862 không? 862 2.5 nhân 5 à vậy là đam DPS của nó sẽ là 4312.5 đam mỗi giây. Đây là DPS của nó khi mà được búp lên phun búp vào. Oh shit. Còn đây là 4x4 lên nè. 750 tôi biết rồi, 750. 1.500 là vậy là đam đam này là bao nhiêu ta? Ủa. Hello. Tạm thời tôi off clip luôn nè. Đây hiện tại là DPS phun búp của nó là 4312.5 nè. Còn nếu mà từ đây 750 nhân 4 sẽ 3.000 DPS của nó. Đây nó trả nốt thiên nhiên kia cái con đấy. Đấy. Chung là con này thì cũng được. Không vẫn không ngon con DJ mới DJ vẫn ngon hơn. Đấy là anh em có con DJ cứ đem nha cái con này để trưng để sưu tập thôi. Nói chung là con này đi dành cho em mới chơi thì ổn. Nói chung cũng được. Còn đi alert tôi nghĩ chắc đi quay hai mấy là tạch. Ba mấy rồi. Rồi, trong video tôi chỉ đến đây thôi. Anh em thích video là ai? Anh em thích video tôi một like, một share, một subscribe nha. Đấy, anh em muốn tôi review con nào nữa thì nhớ comment xuống bên dưới để tôi có thể anh mượn review mà. Wow, từ từ. Nãy là của bạn, đúng của bạn này. Ok. Bây giờ chúng tôi chỉ kết thúc ở đây thôi. Bây giờ tôi đi học luôn rồi. Không vào học sớm là cô chửi chết mấy ông ạ. Đấy, bây giờ thì video kết thúc ở đây. Bye bye anh em, chúc em xem vui vẻ. À từ tôi xem à. Nó bán ui bán con make cameraman mấy ông ạ. Đấy thế thôi. Bây giờ thì bye bye anh em nha. Chúc em xem vui vẻ nha. Bye anh em.